Xin được kính chào và cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chia sẻ về cây dược liệu của em. Và hôm nay xin được chia sẻ tới mọi người cái tác dụng của cái quả hồng xiêm. Bây giờ thì chưa phải là mùa, những cái quả hồng xiêm này thì vẫn còn non như thế này. Cái cây này thì mới bói cũng có khá là nhiều quả. Thì như cô bác cũng biết là cái quả hồng xiêm là một cái loại quả nó không chỉ giàu vitamin A, các cái khoáng chất và tannin mà nó còn rất là tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, hồng xiêm còn có tác dụng là hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa và cung cấp cái năng lượng cho cơ thể. Chỉ cần nói như vậy thôi, chúng ta đã có thể khẳng định được là ăn hồng xiêm là rất là tốt, đúng không ạ? Theo những cái nghiên cứu chỉ ra rằng có rất là nhiều những cái lợi ích đến từ cái quả hồng xiêm này. Và em sẽ chia sẻ cụ thể từng cái lợi ích của nó. Công dụng đầu tiên của quả hồng xiêm đó chính là để bổ sung năng lượng cô bác nhé. Hồng xiêm thì có cái hàm lượng đường khá là cao, cung cấp cho cơ thể ngay tức thì. Đây chính là lý do tại sao mà cái quả này nó tốt cho những cái người cần năng lượng như là phụ nữ có thai, trẻ em đang phát triển hoặc là các vận động viên. Ngoài ra thì với cái hàm lượng carbon hydrate khá là cao cùng các cái chất dinh dưỡng thiết yếu khác, cái loại trái cây này còn mang lại những cái lợi ích cho những cái bà mẹ đang mang thai và cho con bú. Nó giúp giảm các cái triệu chứng suy nhược cơ thể và những cái triệu chứng gây khó chịu cho người phụ nữ có thai ở trong cái giai đoạn 3 tháng đầu, ví dụ như là giảm cái triệu chứng là buồn nôn hay là chóng mặt. Tác dụng thứ hai là ngừa táo bón, tiêu chảy. Thì quả hồng xiêm nó chứa nhiều chất xơ, nó làm giảm nguy cơ bị táo bón. Đồng thời nó còn hỗ trợ các cái tế bào ruột già, tăng cái khả năng chống nhiễm trùng. Vì vậy mà ăn hồng xiêm là cái phương thuốc nhận tràng cực kỳ là hiệu quả. Bên cạnh đó, như lúc đầu em chia sẻ, trong cái quả hồng xiêm này nó có cái chất tannin, một cái chất mà giúp ích cho cái đường tiêu hóa. Nó sẽ giúp loại bỏ các cái chất thải và làm sạch dạ dày, vì vậy mà giảm nguy cơ bị tiêu chảy. Công dụng thứ ba là để chống trầm cảm. Hồng xiêm giống như là một cái loại thuốc an thần ấy, nó làm dịu các cái dây thần kinh và giảm bớt căng thẳng. Do đó những cái người mà hay mất ngủ, lo âu hoặc là trầm cảm thì được khuyến cáo là nên ăn thường xuyên cái loại trái cây này. Công dụng thứ tư là để giúp cho chắc khỏe xương. Bởi vì trong cái trái hồng xiêm này chứa khá nhiều canxi, vì vậy mà tốt cho những cái người phụ nữ bị loãng xương, hoặc là chúng ta hoàn toàn có thể bổ sung cái trái hồng xiêm này vào thực đơn hàng ngày để dự phòng cho cái việc là bị loãng xương. Công dụng thứ năm của nó là tốt cho mắt. Hồng xiêm là cái trái có hàm lượng vitamin A rất là lớn. Theo nhiều nghiên cứu của y học hiện đại chỉ ra rằng vitamin A giúp cải thiện được cái tầm nhìn kể cả là ở tuổi già. Nên là để duy trì được cái thị lực tốt ấy, thì chúng ta nên thường xuyên ăn hồng xiêm. Công dụng thứ 6 là để ngăn ngừa ung thư. Các cái loại chất xơ nhé, chất chống oxy hóa và dinh dưỡng được tìm thấy ở trong quả hồng xiêm này này sẽ giúp là bảo vệ cơ thể chống lại bệnh ung thư. Điển hình đó là vitamin A bảo vệ cơ thể khỏi cái ung thư phổi và khoang miệng. Công dụng thứ 7 là chống viêm, ngăn ngừa vi khuẩn. Nó cũng được biết đến là chống các cái bệnh lý như là viêm ruột, là viêm thực quản, hội chứng ruột kích thích hoặc là viêm dạ dày. Đó chính là nhờ cái chất là tannin có tác dụng là giảm sưng và giảm đau. Bên cạnh cái khả năng giúp phòng chống được các cái bệnh lý như là viêm ruột này, thì những cái chất là chống oxy hóa được tìm thấy ở trong cái quả này sẽ giúp cho cơ thể chống lại cái sự xâm nhập của virus, ký sinh trùng và giúp kháng khuẩn. Ngoài ra cái hàm lượng vitamin C khá là cao ở trong cái loại quả này sẽ ngăn chặn được các gốc tự do có hại cho cơ thể.
Thế còn một công dụng nữa được biết đến khá là tốt của cái loại quả này đó chính là công dụng cầm máu. Thì hồng xiêm giúp ngăn ngừa chảy máu trong các cái trường hợp chấn thương. Hạt của cái trái cây này còn được sử dụng để giảm cái vết muỗi đốt và cái vết của cái côn trùng cắn nữa. Ngoài 8 cái công dụng chính của cái cây hồng xiêm được các cái sách y văn chỉ ra ấy, thì còn có một số lợi ích khác, ví dụ như là cái lượng magie trong hồng xiêm có lợi cho máu và sự lưu thông của mạch máu. Còn kali thì giúp điều hòa huyết áp ổn định, đồng thời thúc đẩy cái hệ tuần hoàn được khỏe mạnh. Nói tóm lại là nó cũng có cái công dụng khá là tốt đối với tim mạch. Ngoài ra, hồng xiêm sẽ cải thiện được cái sức đề kháng, giúp cơ thể chống lại nhiều bệnh truyền nhiễm. Nó đóng vai trò như là một cái chất lợi tiểu, giúp loại bỏ được các cái độc tố ra khỏi cơ thể qua cái đường tiểu một cách thường xuyên. Hàm lượng vitamin C dồi dào trong hồng xiêm thì sẽ giúp chống ho và cảm lạnh rất hiệu quả. Thường xuyên ăn hồng xiêm sẽ giúp cho cơ thể chúng ta phòng chống và điều trị cái căn bệnh là nhiễm trùng mãn tính. Đúc kết lại thì cái hồng xiêm là một cái loại quả ưa chuộng của người dân Việt Nam và chứa vitamin A rất là giàu chất khoáng và tannin và nhiều các cái chất khác rất là tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó thì nó còn có tác dụng là hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa và cung cấp năng lượng cho cơ thể khá là hiệu quả. Hy vọng cái video em chia sẻ về cái công dụng của cái trái hồng xiêm này sẽ hữu ích cho những cô bác anh chị và các bạn có ý định tìm hiểu về cái công dụng của loại trái cây này. Xin được cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.